Và Ngọc cứ gãi đúng chỗ ngứa ở nó rồi. Mai xin chào cô chú anh chị các bạn. Giờ hai cô cháu vào bếp, cô làm món gì cô? Cô làm cá kho tổ. Cá ba sa kho tổ. Đây là một món ông xã Mai rất thích nhé. Khi mà Mai đẻ em mê ở Việt Nam á, thì bệnh viện có làm cái món cá chấm kho tổ hay là cá chuối kho tổ gì không? Cô đang nói đấy. Ông xã rất là mê, sau đó là vào Sài Gòn ăn cái món cá ba sa kho tổ, ông xã mê lắm. Kiểu kho mà như trong miền Nam thì mình không có thích, họ chỉ kho dừ. Kho dừ ngon và không có nước, hiểu không? Khô. Trong khi trong miền Nam kho là phải có. Thế là con cắt không có đậu hành cho cô. Cắt hết vào trong. Không, chừng đó nó quấy. Hành bỏ sau để trước nó chín, không có chín cái màu nó xấu lắm. Đấy, bây giờ là thịt. Đây là cái món thịt ba giỏi. À thịt ba chỉ đó. Nó cho con nước màu lên thịt cái. Dạ, cái nước màu nó cũng ngọt rồi mà cô. Cho ngắm chút đi rồi nhìn mình nó kho. Cho gì chứ, vớt thì ngắm. Rồi. Trời, bây giờ mình hai cô cháu bây giờ ngắm nho. Ngắm nho. Ngắm nho phải để hết lên này. Ngắm nó. Ngắm nho xong rồi hai tiếng sau về nấu nó quá mỹ mãn phải không? Đúng không cô? Dạ. Dạ. Rồi con úp. Đó. Đậy đây. Chị đang xin ba chị này, chị nói là ba mở cạc ngân. Ba mở cạc ngân hàng cho con đây. Đó, bắt đầu đấy. Mai trêu là Mai bảo là con chưa 18 tuổi chưa được mở cạc ngân hàng nhá. Mai đùa thế thôi chứ 16 tuổi là sẽ mở cạc ngân hàng cho con. Bây giờ chị về chị mặc cả với ba chị ấy. Hôm nay người đẹp Vĩnh Long vào bếp đuổi Mai ra mới sợ chứ. Con bị nó phải ăn cái gì rồi. À em đi, con ra ngoài cửa con lấy cái nồi cơm điện xong con đi con lấy gạo cho mẹ nhé. Lấy gạo gala cho mẹ chính nhé. Ba cho nó thử áo dài đi. Rồi. Con chưa con chứ. Cái gạo đi. Con ra lấy gạo đi. Đấy nó biết hết nó hỏi đấy. Bắp ngon lắm, biết không? Con để nào con làm thịt cũng lấy lên cho nó ngon, biết không? Anh bảo là anh xin ngày nghỉ thứ 6 để đưa cô ra sân bay. Trời ơi, trời. Nhưng mà người ta chưa trả lời. Trời. Con đã bảo với cô mà. Chí gì tội nghiệp kia, cái thằng này thiệt. Anh hỏi anh hỏi. Cảm động quá hả? Nói với trời ơi. Vẫn còn một ngày nữa người ta chưa bắt đầu. Có biết là bây giờ vẫn còn một cô vẫn còn một tuần nữa không ra. Người ta trả lời nhá, anh đã hỏi rồi. Trời đất ơi. Đẹp, hai chồng đi. Con chúc chưa được, bây giờ bố đang ăn. Ừ, chị hả? Gọi ấy cho mấy nhà ông già cho nó nha. Bố con đang ăn. Phải bố con ăn xong mình mới vào được. Con nhà con thăm nốt cuối cùng mà. Chị ơi. Ôi, magnify my cherry. Trời ơi, quả bà Mọc cho đẹp không? Ui. Đẹp không em mẹ? Dạ. Xem nào. Con có đi quốc không? Chị Feller có mong nó ta lông à? Cô ấy áo dài đẹp quá cô ạ. Chết rồi. Rồi. Con đi người mẫu cho mẹ xem, cho mẹ xem nào. Con đi người mẫu xem nào. Con phe defile cho mẹ xem nào. Trời ơi, đó, ông bà cô chú thấy người mẫu em mê chưa? Miss Việt Nam em mê. Trời ơi, cô đẹp quá cô. Ôi, áo dài Việt Nam. Bà con phải thích nhất cái áo dài đen này, trông thích nhất các loại áo dài. Ừ. Nó nói là nó quá vừa vặn với nó. Ừ. Trời ơi. Bà cái áo đen đẹp thế bà. Thôi cô còn giữ dài đẹp nữa. Nhưng mà nếu mà tất cả các áo dài mà cô cho em mê nhá, thì con thích cái này nhất. Cái đàn cô vừa là cô mặc áo vừa. Em mẹ thấy con đi vòng nữa cho mẹ xem nào, con đi cho ông bà cô chú xem nào. Con đi người mẫu cho mẹ xem nào. Con đi theo kiểu người mẫu hiền lành ấy, nhẹ nhàng ấy. Đó, nào con đi một vòng nữa cho ông bà cô chú xem. Trời ơi trời. Đó, đúng rồi, áo dài là phải để tay như thế mới đúng rồi. Úi giời. Và Ngọc gãi đúng chỗ ngứa ở nó rồi. Trời đi mong cho con thơ. Ah non. Ah mais je dois vraiment aller à l'église. Oui.
bà Ngọc đi sẽ ăn xe biếng ở ba ổ chi xe kia ở bà. Nó thế nó là cái này có giãn mà cô. Cô ngồi một cái giày xanh cô giãn rất là đẹp. Cô biết đi xe đi xong công sở là sẽ thay thay biếng xong không lắm. Cô có mở mở cổ có mới thích cơ chứ kín cổ không thích, tại vì là con bị cổ ngắn. Cái áo này con dân thu đó là con mê quá cái áo này này cô nè. Trời ơi. Chị làm ba mang cuốc ở chỗ em à? Oui. À, nó bảo là đây là cái áo tay ngắn đầu tiên của nó. Bà ơi, bà biết nó bảo gì không? Yeah. Nó bảo là con chưa có cái áo dài nào tay ngắn cả, đây là cái áo dài tay ngắn đầu tiên, bà thấy chưa? Ờ. Hay hả? À. Hẳn bụng lên con, đừng có ẩn bụng. À, có nghĩa là bà nói là con hóp bụng lại, con đi như người mẫu cho mẹ xem. No, sao mình đi từ xe phía không sao nào? Chứ không hóp. Vì xảy ra. Rồi, con đi người mẫu đi. Người mẫu của mẹ đi nữa nè. Đó, con thấy không? Để ôi dồi ôi, bà áo dài mà chạy thế này thì hỏng rồi. Bà cho con cái đó cho con làm cái chỗ này cho đẹp. Đúng không? Con nhấn cái này nè, thấy chưa? Cái đó là dễ. Em đi sẽ đơn xa phu và phí xua lý đơn xa. Thế con nói sao với bà nhỉ? Con cảm ơn bà. Ờ. Đó, con cảm ơn bà. Úi dồi, mình thích chứ. Dễ thương nha. Ừ, cái áo dài đẹp phát phụ. Ừ, nó nhẹ đẹp cô đó. Tại vì cái đó, mọi cái đẹp. Cô khen cái nào nó cũng đẹp, nhưng mà nếu mà con thích nhất là cái này. Ừ. Em đi. Anh ấy bỏ là màu đen đẹp lắm. Em bỏ. Cho nó màu xanh đi, màu xanh là nó sáng sủa. Em đi đơn mua ạ. Anh bỏ không được, bà cho nó chứ không cho con. Không, mang màu đen. Em đi đơn mua ạ. Đẹp lắm. Không, cái màu này chưa chắc con nó đẹp, nhưng nó đẹp lắm. Em đi, con đi người mẫu cho mẹ xem nào. Trời ơi. Hôm nay khỏi tóc nấu nướng luôn nha. Không, ra không, tóc nó đẹp. Ừ, rồi, ok, thôi. Đó. Đó. Hót cái bụng vô. Đó. Úi giời, úi giời, úi giời. Chuẩn áo dài. Áo dài phải đi chậm chậm với con. Em mẹ con phải đi chậm chậm xong rồi con đi nhẹ nhàng. Con đi thùy mị lết lạ, nết na chứ con không có đi nhảy nhảy như thế. Chứ đi đu smong, cắm xa. Đó. Nhưng mà đẹp lắm cô. Cái màu này lên mặt nó đẹp thế, đúng rồi. Con phải đi như thế, đúng rồi. Úi giời, úi giời. Super Shaggy. Đúng rồi. Super. Cô ấy cái màu xanh lên mặt nó đẹp lắm cô. Trời ơi, con nếu mà cho con đi chọn nhưng con không biết là con sẽ chọn được màu này đâu. Tại vì cô là 200 cái áo dài mà cô lại chuyên áo dài nên cô biết được cái áo nào màu nào đẹp á. Chứ nếu cho con đi chọn vải thì con sẽ không mời chọn cái màu này. Nhưng mà không ngờ lên mặt đẹp thế. Em đi cứ đi mẹ xem nào. Con đi người mẫu cho mẹ xem đi. Thế hả cô? Vâng. Con có giày mặc được. Mai mốt con biết không? Con được mang giày đâu? Cô để con mang cho con. Chấm bi này rất là sang, con biết không? Ngoài hai lớp nè. Từ trước rồi là con bi chấm. Từ trước rồi cô thấy, từ trước rồi con mang chấm bi. Cô thấy bạn đưa váy chấm bi con không? Đó, người đẹp Vĩnh Long vào bếp nhá. Hôm nay là không có mời Mai, không có nhờ Mai luôn này. Đó, sang chảnh chưa. Cà xào này, cá tím xào thịt hả cô? Thịt băm, cá kho tổ hả? Đó, nên là chốc nó tổ mà không tổ, không ngon là nói cô chứ không nói con nhá. Hôm nay là bà Ngọc vào bếp ấy. Bà Ngọc vào thì làm gì có chuyện không ngon. Ok, con đi thăm ba chồng con nhá cô nhá. Con cảm ơn cô. Ôi dồi, thơm nừng Trung Quốc nhá. Thật lòng chứ không phải lịnh cô đâu nhá. Đây 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 đây. Cà tím sốt thịt băm. Wow. Wow, cá kho tộ ngon chưa? Đó. Khỏi chê nhá.
Đó, hôm nay là bữa cơm người đẹp Vĩnh Long vào bếp nhá. Cô Ngọc nấu đó. Mai với ông xã đi vào viện thăm ba. Vì mấy hôm cô Ngọc ở đây thì Mai ở nhà chơi với cô đó. Mai vào được một hôm và hôm nay là một tuần rồi Mai mới vào được hôm thứ hai. Nên hôm nay cô Ngọc ở nhà vào bếp cho Mai, để cho hai vợ chồng Mai có thời gian vào viện thăm ba. Đó, cô chú anh chị các bạn thấy cá tím xào thịt này, cá ba sa kho tộ, rau muống luộc. Có rau muống luộc khoe mãi từ đầu từ ngày cô Ngọc đến giờ. Đây là bữa ăn không phải là Mai đãi cô Ngọc nhá, mà là cô Ngọc đãi Mai. Đó, đây là cô Ngọc vào bếp. Đó, Mai mời cô chú anh chị các bạn ra bàn ăn cơm gia đình Mai. Không thấy chàng đâu nha. Đó, món ăn đã ra bàn nhá. Đó, bát nước dầu. Mai mời cô chú anh chị các bạn. Đây là món cháy của Mai nhá. Em mẹ có ăn cháy không mẹ? Có, thấy chưa? Cơm mà có ăn cháy bạn yên tâm. Hôm nay là cái miếng cháo cuối cùng á. Có ăn cháy không em mẹ? Này nhá. Cái cháy có mỏng cũng không sao. Wow. Non kiểu quá chí. Chia hết rồi hả? Vâng. Ôi, không nhìn mà. Nhìn hả? Chưa. Đủ lên đây. Nó lại trả lại kìa. Nhìn hả? Kéo cái miệng thôi. Chồng con ăn cả cơm cá có tổ thì ăn. Vâng, không cần không cần dao luôn. Con dao không? Không. Cái này để ăn cá. Trời ơi, cho anh để cái gì vậy? À, không, nó có dây đeo lên. Ừ. Chắc ý. C'est la pomme, ouais. Ah, est-ce que tu peux dire? Ouais. J'aime pas le poisson, j'ai que du gras, moi, dans le poisson. Là. Non, c'est le poisson, mais c'est comme ça. Ouais. C'est le poisson comme ça. Comme il y a comme ça, sao, sao, mà cá, có nhiều mỡ thế, bổ cái loại cá là như vậy đó. Ça, c'est le poisson, c'est comme ça. Oh, mais là, c'est là, c'est là. Đây. Con lấy cho con cái miếng này. Cô ăn cá, con lấy cá, cô nhá. Từ từ. Lấy cho xin chưa? Đây con lấy. Chào đi. À, lừa cô biết gì nè. Cô ăn cá ăn cái gì cô bảo con nhé. Cái phần về à? Cái lớp ăn mòn này xem. Có trong người không? Chị đang tông về ăn đi. Đóng lốc luôn. Tại vì đây là cái giải quốc tế mà cô. Thế giới với mặt thế giới cơ. Mai mời cô chú anh chị các bạn ăn cơm gia đình Mai. Chắc là gia đình Mai phải ăn vội vàng nhất. Tại vì hôm nay là lễ khai mạc giải Ruby thế giới. Ruby hả? Ruby đó. Thế nên là ông xã và các con thì đang chăm chú xem. Nên là Mai chỉ quay một chút không là Mai sẽ dừng máy quay. Cô anh ấy bảo là đưa cái ly của cô để em đưa thuốc cho cô. Thế cô, hai con phải cho uống rau bằng bát nhỉ? Dimanche, je dois vraiment aller à la messe. Avec elle. Mais pas faire là. Chủ nhật con đi nhà thờ, con thật sự con phải đi nhà thờ bà bố đúng rồi. Bà nào con đi nhà thờ con lễ đi. Je suis pas chrétienne moi. Je suis pas chrétienne. Cô có theo mì đó kìa không? Con không phải là đi nhà, con không phải đi theo đạo mà. Nó con không phải theo đạo mà. Con thích thịt không? Không đủ. Có thịt bán ngon chứ. Qua đấy mà tôi vui. Cô phải cho thịt vào, người ta để bảo con để xong mà cô. Nhiều quá. Mẹ ơi. Thôi cô ăn đi, cô ăn đi. Bước lần sau cứ rau để mặt cô. Thì dân nè, 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 cá kho tự tổ không chê đâu được. Con biết từ năm mà, con biết từ bao nhiêu năm nay nhỉ? 2 năm năm nay rồi. Mình. Không, ở nhà cô ở lúc làm rồi nhưng mà không phải cá ba sa thôi. Ừ. Thế mình có ba sa để ngồi bắt. Đấy chưa hề có. Cá kho tổ nhá. Nó có ăn nhà cô mà nhà con. Chú nhà con ăn cá kho.
cả kho kiểu ngày xưa đấy, cho tất cả đồ đạc vào trong kho, trong ninh nhừ ấy. Còn nhà cô là khác kho tộ, không bao giờ cho nước vào. Cô còn nhớ là ngày xưa cô mua cá bống không nhỉ? Rồi cũng kho kho tộ, ngon dã man luôn. Nước. Cá kho tộ ăn béo ngon nhỉ? Béo quá. Không cần phải thịt nguyên đấy. Thịt mà mỡ quá trời mỡ mà. Cá ba sa vậy đó. Mỡ ăn dưa cà chứ nó không ngán. Sao không làm dưa cải? Không có cải chua. Làm dưa cải đâu mà làm. Không có cải đâu mà. À, có cải trắng rồi hả? Không. Cái cải xanh đó. Cải để làm dưa. Không có. Con không gặp. Con gặp thì con sẽ mua. Nhưng mà con chưa bao giờ con biết làm dưa. Con không biết làm dưa. Không dễ mà. Con chưa biết làm. Con chưa làm bao giờ. Nhưng mà con phơi. Con có phơi rồi nấu muối. Nhưng mà con hay. Con hay làm cái bắp đó. Cái bắp muối sổ như đà này. Đúng rồi. Xong con để vài ngày nó chua. Để 2 tuần sau ăn được. Đúng rồi. Tại vì để trong tủ lạnh hết. Cái lâu ăn mình mà bắp ấy. Người mua. Đúng không? Con hay đi mua cho cô á. Con có không? Từ từ. Lấy cô Mỹ, cô bác. Từ từ. Chào đi. Chú cơ sách. Để mình sẽ sửa ô trên tìm. Đúng cà lên, cà dưới. Con có. Ngon quá. Con tôi tránh một cá nữa. Không được làm music cho cháu con rồi nha, thêm đi. Vì, ăn con lờ sách. Nó xong con đưa chưa? Được rồi, thế thôi con dừng máy quay cô nhá. Để cho cả nhà ăn. Ok, hôm nay là cái ngày mà rất là quan trọng với lại ông xã và con của Mai. Vì trên TV thì đang làm lễ khai mạc cái giải bóng bầu dục ấy. Nên là ai cũng chăm chú xem và muốn mở TV to đấy. Tại vì nếu mà Mai mở TV bé đấy, Mai mở TV bé đấy, thì tự nhiên mọi người lại không nghe được. Mà Mai mở to thì mọi người chỉ nghe cái tiếng TV thôi. Thì Mai lại phải thu âm sau đấy. Ok, cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ để cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh của cô Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.